số 828 kênh Vô Tự Bảo Khiếp, hãy giúp đời nguyên quỷ tồn tại bác sư bà đèo lâu trên và núi Thiên Trúc. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn đang ở trong núi Kỳ Sa Quật thuộc thành lớn Vương Xá. Bây giờ có vô lượng trong ngàn vạn ức Bồ Tát vây quanh Như Lai, tất cả đều là bậc đại trí, phương tiện quyền xảo, dụng ảnh tinh tấn, pháp môn vô tự thông đạt hoàn hảo. Khi đó làm thanh tịnh, thị xứ phi xứ, biết hộ thiện, giải thoát ngoài sự che lấp ràng buộc, được phục các căn bằng ngà từ bi, đem ngà hộ thiện tôi nhớ đến chúng sinh, các đại tam muội lấy trí tuệ làm đầu, cung kính trí tuệ như đảo báu, có kho tàng cho báu lớn, tất cả đều biết hoàn hảo về pháp lành và không lành, hiểu rõ việc ba đời tất cả đều thành tựu biện tài vô tự, khéo đắc đến nhị không, được địa vị tán diệu, học hiểu các nghĩa lý, thông đạt thật tế, mạnh mẽ vô biên, không chỗ dính mắc, đều thông đạt tự tánh thượng pháp, suy nghĩ hoàn hảo về hai pháp môn thật và không thật, sinh bằng thai tạng, vĩnh viễn thoát ly sanh tử, hiểu hoàn hảo pháp bí mật, biết rõ các tướng, giúp đỡ các nước được danh xưng lớn, tiếng tâm vang rộng, đất vô ngôn tạng, ngụ nghỉ luôn luôn được an ổn, ban phát làm cho tất cả đều được an vui. Ai nghe danh tánh thì được gọi ba cõi, có thể cứu chúng sinh đang ở ba cõi, hiểu rõ hoàn hảo về chân như, biểu thị hạnh phổ hiền, biến thân cùng khắp các căn trong sạch, hiểu rõ và thông đạt thân mình, thân người, được thành tựu được trí tuệ sáng suốt. Đó là Bồ Tát Thắng Hưởng, Bồ Tát Pháp Hưởng, Bồ Tát Thắng Chư Phần, Bồ Tát Pháp Nhãn, Bồ Tát Thiên Tướng, Bồ Tát Biện Tụ, Bồ Tát Thắng Tư Duy, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Trì Địa Thế, Bồ Tát Thâm Nhập Địa Tế Hưởng, Bồ Tát Địa Hưởng, Bồ Tát Cổ Địa, Bồ Tát Thượng Thức, Bồ Tát Hoa Mục, Bồ Tát Ưu Bác Là Mục, Bồ Tát Đảnh Kế, Bồ Tát Vân Thù Hưởng. Nhiều đại Bồ Tát như vậy không thể tính kể, đều là đồng tử từ phương khác đến, không thể quán xét hết, vì có tới hàng hà xa cái thế giới đến tập hợp, tất cả đều an trú lãnh thọ pháp vương. Chúc vị thái tử ở chỗ Bồ Tát Thắng Tư Duy có vô lượng thích phạm vây quanh, ở chỗ Bồ Tát Phổ Hiền hư không tạng với bốn đại thần vương và vô lượng chuyển luân thánh vương vây quanh, ở chỗ Bồ Tát Đa Đại Thế Chí quán thế tự tại có vô lượng phạm chúng vây quanh, ở chỗ Bồ Tát Bất Không Kiến có nhiều vô lượng vị sa môn vương vây quanh, ở chỗ Bồ Tát Tinh Tú Vương có vô lượng tinh tú và các vị bảo vệ đời khác vây quanh, là có cả Bồ Tát Phá Nghi, Bồ Tát Diệt Nhất Thiết Chướng tự thân hiện ra thân Như Lai vây quanh vô lượng chư Phật. Cùng với Xá Lợi Phất Đại Một Kiền Liên, đại ca giúp tất cả đều là đại A La Hán, ở chỗ Bồ Tát Chân Luyện, Bồ Tát Thắng Tư Duy có vô lượng thiên đường vây quanh, ở chỗ Bồ Tát Diệu Phương, Bồ Tát Diệu Thượng có vô lượng quyến cục vây quanh, trong khắp mười phương hàng hải xa thế giới có cả mặt trăng mặt trời, những kẻ nương nhờ giới đất của mình sẽ lòng ngã mạn, tất cả đều đến chỗ Phật, đến chỗ Phật rồi đứng sang một bên, ở trước Như Lai liền tự thấy thân mình như không có ánh sáng, giống như màu đen ở gần bên vàng chim phù na đề vậy. Các mặt trăng mặt trời này ở trước Như Lai cũng như vậy, không tự lộ rõ ánh sáng của mình, không còn lòng dạ đứng vững, cũng không muốn nói, không có ai đức không thể hiện rõ. Ngoài ra còn có La Na Diên vây quanh nữa, đại thần đồng thần Đắc Xoa Ca A Na Bà Đẹp Đa có vô lượng lớn, có vô lượng loài rồng vây quanh, thì Âm Càng Tát Bà Vương cũng có vô lượng ức Càng Tát Bà vây quanh, Vô Yểm Túc Ca Lầu La Vương cũng có bảy ức Ca Lầu La vây quanh, tất cả đều đến chỗ Phật. Bây giờ Tam Thiên Đại Tiên Thế Giới, các Bồ Tát ở trong hàng hà xa thế giới, các vị ở các cõi ấy đều cung thỉnh Đức Phật, thỉnh Phật rồi bốn chúng vây quanh cũng đến cõi Tha Bà, đem phẩm vật xuất thế gian đều đến chỗ Phật cúng dường, các vị Bồ Tát cúng dường Phật rồi, mỗi vị đều ngồi trên tòa hoa sen. Bây giờ có đại Bồ Tát tên là Thắng Tư Duy đến chỗ Phật bạch: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho phép và lắng nghe con mới dám hỏi Như Lai hai điều. Phật bảo Bồ Tát Thắng Tư Duy: Ta lắng nghe đây, ông cứ tùy ý hỏi. Như Lai đã vì tất cả chúng sinh nên thành đạo ở đây, chính vì các vị các đại long tượng mà ta xuất hiện ở đây. Bồ Tát Thắng Tư Duy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có một loại pháp gì mà Bồ Tát nên diệt trừ, có một loại pháp gì là sự chứng ngộ của Như Lai? Thế Tôn khen ngợi đại Bồ Tát Thắng Tư Duy: lành thay phàm thiên, ông đã thuần thục vô lượng căn lành, nhờ chư Phật giúp đỡ nên hỏi được nghĩa này, tiện nam để ông lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà nói. Bồ Tát Thắng Tư Duy định lễ sát cho Như Lai, nhờ nhận sự chỉ dạy. Phật nói: Thiện nam, có một loại pháp Bồ Tát nên diệt trừ, đó là pháp tham. Thiện nam, đã là một pháp và nên diệt trừ vĩnh viễn. Thiện nam, là có một pháp Bồ Tát nên diệt trừ, đó là pháp sân.
Thiền Nam đấy là một pháp và nên diệt trừ vĩnh viễn. Thiền Nam là có một pháp mà tất nên diệt trừ, đó là pháp si. Thiền Nam đấy là một pháp và nên diệt trừ vĩnh viễn. Thiền Nam là có một pháp và tất nên diệt trừ, đó là ngã kiến. Thiền Nam đấy là một pháp và nên diệt trừ vĩnh viễn. Thiền Nam là có một pháp Bồ Tát nên diệt trừ, đó là lười biếng. Thiền Nam đó là một pháp Bồ Tát nên diệt trừ vĩnh viễn. Thiền Nam là có một pháp Bồ Tát nên diệt trừ, đó là trì ưa ngủ nghỉ. Thiền Nam đấy là một pháp và nên diệt trừ vĩnh viễn. Thiền Nam là có một pháp Bồ Tát nên diệt trừ, đó là tham ái. Thiền Nam đó là một pháp và nên diệt trừ vĩnh viễn. Thiền Nam Bồ Tát là phải diệt trừ một pháp, đó là vô minh. Thiền Nam đấy là một pháp và nên diệt trừ vĩnh viễn. Bây giờ Phạm Thiên Thắng Tư Duy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, một pháp gì mà các Bồ Tát ngày đêm thường đề phòng bảo vệ? Thế Tôn bảo Bồ Tát Thắng Tư Duy: Này Thiện Nam, điều gì mà Bồ Tát không muốn đến với mình cho nên bảo người khác làm? Thiện Nam, nếu có Thiện Nam Thiện Nữ nào bảo vệ giữ gìn pháp này thì Thiện Nam Thiện Nữ kia coi như đã bảo vệ giữ gìn tất cả giới tạng của Như Lai. Vì sao Thiện Nam? Vì có yêu mến thân mạng mình thì không sát sinh, có tiếc mến tài sản mình thì mới không trộm cướp, có yêu thương vợ mình thì không xâm hại đến vợ người. Thiện Nam có chúng sinh này phát tâm như vậy, ta kính thuận chánh pháp của Như Lai. Thiện Nam kia luôn sinh năng để tâm đề phòng bảo vệ pháp này. Nghĩa này thế nào? Thiện Nam, nó có Thiện Nam Thiện Nữ nào muốn cầu đại bồ đề vô thường cho đại chánh giác, tức là mới để cầu sự an vui chứ không cầu sự khổ não nơi thân. Ở thế gian chỉ có vui người phải hưởng thọ niềm vui, chính là nghĩa này. Ta đã nói các vị nên biết điều không muốn đến với mình cho nên đem đến cho người khác. Thiện Nam đấy là một pháp Bồ Tát này ngày đêm phải luôn bảo vệ điều đó. Này Thiện Nam, theo chỗ ông hỏi pháp một pháp gì là sự chứng ngộ của Như Lai? Thiện Nam, không có một pháp gì là sự giác ngộ của Như Lai. Thiện Nam, đối với pháp không ngộ thì Như Lai ngộ. Thiện Nam, tất cả pháp không sinh thì Như Lai chứng ngộ, tất cả pháp không diệt thì Như Lai chứng ngộ. Lại nữa Thiện Nam, pháp tánh xa lìa hai bên thì Như Lai chứng ngộ, tất cả pháp không thật thì Như Lai chứng ngộ. Thiện Nam, Như Lai khéo nói về nhân duyên nghiệp báo. Như Lai khéo chứng nhân duyên nghiệp báo, sự trói buộc của tất cả pháp nhân duyên thì Như Lai chứng ngộ. Thiện Nam, nhân duyên ấy giống như ánh chớp mà Như Lai chứng ngộ thì xa lìa nhân, xa lìa duyên. Như Lai nói là không có nghiệp báo để được thọ ký, để thành chánh giác, tất cả pháp sâu rộng trang nghiêm, đây là sự thuyết pháp của Như Lai. Này Thiện Nam, dùng nghĩa gì để dễ nói về sự trang nghiêm sâu rộng, trí tuệ có được của thế gian và số thế gian từ đâu sinh? Khi trí tuệ đó dùng chân thật xem xét kỹ để thấy đúng đắn bát nhã ba la mật là sâu dày thì bây giờ pháp ấy được gọi là tạng. Này Thiện Nam, ta cũng lại nói tất cả pháp như huyễn, như ánh lửa. Sự giác ngộ của Phật, pháp của tánh tướng là một vị giải thoát. Sự giác ngộ của Phật, cái có được tánh tướng là một vị giải thoát. Tất cả đó là pháp sâu rộng trang nghiêm. Này Thiện Nam, đấy Thiện Nam Thiện Nữ nào là có một pháp là sự giác ngộ của Phật thì Thiện Nam, đó là các pháp không đi không đến, không nhân không duyên, không sinh không diệt, không suy nghĩ cái chẳng suy nghĩ, không thêm không bớt. Này Thiện Nam, nếu pháp rốt ráo thì pháp tánh của tự tánh chẳng phải là tự tánh. Pháp thí dụ không thể nói, nếu dùng danh từ cũng không thể nói. Đấy là một pháp mà Như Lai đã giác ngộ. Khi Phật nói pháp môn Quảng Nghiêm Thượng Vương Vô Tự Bảo Khiếp Quang Nghiêm này có sự chứng đắc an trụ nơi địa tướng 10 của Bồ Tát, khiến nhiều như số vi trần bất thường cũng không thể thấy hết. Các chúng như vậy đều được tâm vô thượng chánh đắc chánh giác. Các chúng sinh như vậy đều chứng quả A La Hán lại hơn số chúng sinh này, sau bỏ khổ địa ngục sinh vào trong cõi trời. Vô lượng chư vị Bồ Tát hiện có mặt chứng trăm ngàn vạn các pháp môn tam muội, huống khi chi nói nhiều mà không được lợi ích. Bây giờ Phật bảo La Hầu La: Thầy có thể nhận giữ gìn nghĩa chánh pháp này mà ta đã nói không? Khi Phật nói lời này, do thần lực của Phật làm cho chính ức Bồ Tát trong hàng hà sa thế giới từ chỗ ngồi đứng lại, đứng dậy bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con đều có thể nhận giữ gìn pháp môn này ngay trong thế giới ta bà này. Trong thế giới vị lai cũng sẽ bị các chúng sinh mà lưu truyền không dứt để biết đó là Bồ Tát, là người trí tuệ tài năng. Bây giờ bốn đại thần vương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng có thể nhận giữ gìn pháp nghĩa Như Lai đã nói, khi do điều mong cầu của Bồ Tát đó được đầy đủ, ở trong đấy là bậc trí tuệ tài năng. Khi ấy Thế Tôn xem xét tất cả chúng sinh ở cùng khắp rồi nói như vậy: Thì Nam, ta chẳng phải chỉ tu chút định căn lành mà thành chánh giác. Các chúng sinh kia nếu có thể nghe chánh pháp này
cũng chẳng phải chỉ tu chút ít căn lành mà phải nên nhận giữ gìn pháp môn Quảng Bát Nghiêm Thượng Vương Vô Tự Bảo Kiếp. Nếu ai nghe kênh này thì người ấy đã cung kính tôn trọng ca ngợi ta rồi. Tỳ nam tỳ nữ này hai vai gánh vác bồ đề, người ấy sẽ được biện tài không dứt, hiểu được trong sạch các cảnh giới Phật, khi chết sẽ được thấy Phật A Di Đà, được chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh, thì ở trước người đó cũng thấy thân ta ở trong núi Kỳ Sa Quật và thấy chúng Bồ Tát này. Tỳ nam hiện thị nữ đó sẽ tự mình chứng đắc đại pháp bảo tàng không thể dứt tận được túc mạng trí, không sinh vào đường ác. Này thị nam, nay ta nói điều chưa từng có ở trên thế gian là pháp môn khó tin này. Thị nam, nếu thị nam thì nữ nào giả sử có phạm tội nghịch thì nên độc tụng nhận giữ gìn pháp môn cao cả này một cách hoàn hảo, hoặc tự viết chép, hoặc khuyên bảo người viết chép, tự mình đọc tụng khuyên người đọc tụng, tự mình nhận giữ khuyên người nhận giữ. Thì nên ta nói người này sẽ không còn thấy được ác nữa, được tất cả chư Phật thọ ký, các Bồ Tát kia đều đắc nam nhãn, các căn đầy đủ, được tất cả chư Phật nhớ nghĩ bảo vệ, để tất cả Bồ Tát thu nhận, làm cho diệt trừ được vô lượng phiền não nghiệp chướng, liền được trong sạch. Thì nên những lời nói pháp của ta là sự nói pháp sau cùng, từ khi ta đắc đạo thành chân chánh đến nay chưa nói lời này. Phật thuyết kinh này rồi, Bồ Tát Thắng Tư Duy và các đại Bồ Tát Vua Đức Thích Ca Trời về bốn đại thiên vương người trời Atula Kalola Kaula kẻ đắc bà tất cả thế gian nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng. Kinh Vô Tự Bảo Khiết.